loạt á quân thành công vượt mặt cả quán quân sau các mùa Super Kids. Nhân dịp Super Kids 2018 đã lên sóng, hãy cùng điểm lại những thiên thần nhí bước ra từ cuộc thi này như là Phương Mỹ Chi, Công Quốc. Sau cuộc thi thì các bé đã gặt hái được không ít thành công trên con đường ca hát. Đầu tiên phải nói đến Phương Mỹ Chi, á quân Super Kids 2013. Tham gia giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên, Phương Mỹ Chi nhanh chóng chiếm được đông đảo tình cảm của khán giả khi luôn xuất hiện với chiếc áo bà ba giản dị cùng với giọng hát cao vút đầy cảm xúc. Đặc biệt, học trò của Hiền Tục có lẽ là cái tên thành công nhất sau chương trình khi nhận được nhiều show diễn, nhiều lời mời đóng phim cũng như ra mắt nhiều ca khúc mới. Việc nổi tiếng quá sớm khiến Phương Mỹ Chi không tránh khỏi những ồn ào. Song dưới sự hỗ trợ của ba nuôi Quang Lê, cô bé vẫn đảm bảo giữa việc hoạt động nghệ thuật cũng như là không hề sao lãng việc học hành. Tiếp theo là Ngọc Duy, á quân của Super Kids 2013. Ngọc Duy là thí sinh của đội Thanh Bùi, cậu bé ngày nào chiếm được rất nhiều tình cảm của công chúng bởi giọng hát trong trẻo lẫn tính cách hồn nhiên, tinh nghịch đúng với lứa tuổi. Không hề xuất hiện rầm rộ sau chương trình cũng như mất hút trên các sân khấu ca nhạc, Trần Ngọc Duy quyết định dành tất cả thời gian cho việc học. Thời gian gần đây, việc dạy thi thành công của thiên thần nhí ngày nào cũng đã trở thành tâm điểm khiến dư luận chú ý. Cậu bé Super Kids ngày nào đã trưởng thành với ngoại hình và giọng hát trầm ấm. Hoàng Anh, á quân Super Kids 2014. Gây chú ý với ca khúc Hơ Ren lên dãy tại vòng giấu mặt, Doraemon tóc xù lần lượt tiến sâu, nhanh chóng trở thành đối thủ đáng gờm của team Hồ Hải Anh Lưu Hương Giang khi tiến sâu đến đêm chung kết. Sau cuộc thi, nét hồn nhiên, đáng yêu cùng với giọng hát nội lực, Hoàng Anh trở thành một trong những ca sĩ nhí được yêu thích và đắt show hiện nay. Sau hơn 4 năm nam tiến, cậu bé tóc xoăn ngày nào đã trở nên cao lớn và lột xác đến khó tin. Bên cạnh việc học ở trường, Hoàng Anh cũng tranh thủ học thanh nhạc và tập nhảy. Hiện tại thì anh chàng đang là giọng ca chính của một nhóm nhạc được nhiều bạn trẻ yêu mến. Thiên Nhâm, á quân của Survivor Kids 2014. Thiên Nhâm đã đem đến cuộc thi giọng hát Việt nhí 2014 một ca khúc dân ca với giọng hát da diết và sâu sắc khiến cho các vị huấn luyện viên đều phải hâm mộ. Dù ngoại hình nhỏ nhắn và dễ thương, nhưng nội lực từ giọng hát của Thiên Nhâm là một cục nam châm thu hút sự chú ý và sự yêu thích của khán giả. Thiên Nhâm đã gây chú ý tại Super Kids 2014 với ca khúc Đêm cánh hào nghe điệu hoài lang. Sau chương trình thì Thiên Nhâm được Mr. Đàm nhận làm học trò và đặt cho nghệ danh mới là Thiên Vũ. Cô bé có cơ hội góp mặt trong nhiều sân khấu ca nhạc lớn. Đặc biệt, Thiên Nhâm còn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng yêu nhạc khi thử sức với các sân chơi âm nhạc Bolero trong thời gian vừa qua. Tiến Quang, á quân của Survey Kids 2015. Tham gia giọng hát Việt nhí qua 2 mùa, tuy nhiên thì đến tận năm 2015, học trò của Dương Khắc Linh mới thật sự tự tin chinh phục bộ ba huấn luyện viên trên ghế nóng. Đặc biệt, phần trình diễn ca khúc Cha và con trai ở vòng giấu mặt của Tiến Quang đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của các huấn luyện viên. Sau chương trình, Tiến Quang tham gia khá nhiều các hoạt động âm nhạc cũng như là chuẩn bị hành trang cho bản thân bằng việc theo học tại trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cậu bé rất đắt sâu sự kiện và không ít lần được xuất hiện trên các chương trình truyền hình lớn. Công Quốc, á quân Survivor Kids 2015. Bên cạnh Tiến Quang, Nguyễn Công Quốc cũng là thí sinh nổi bật và để lại nhiều ấn tượng trong mùa thi giọng hát Việt nhí 2015. Cậu bé xuất hiện từ đầu tiên của vòng giấu mặt và ngay lập tức đã gây sốt khi thể hiện ca khúc À ơi đầy tình cảm. Nhiều người không khỏi làm tiếc nuối khi mà Công Quốc không giành được ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên thì chương trình cũng là bước đệm giúp cho cậu bé nuôi dưỡng niềm đam mê của mình. Sau ngôi vị á quân, Công Quốc lại trở lại tập trung cho việc học ở trường ngay sau khi chương trình kết thúc. Đặc biệt là bên cạnh phim ca nhạc Mẹ ơi con đã về, Công Quốc còn gây chú ý khi đăng quang một chương trình truyền hình khác không kém phần thú vị. Thụy Bình, á quân của Survivor Kids 2016. Ngay từ vòng giấu mặt của Survivor Kids 2016, Thụy Bình đã là cái tên được nhắc đến nhiều nhất, nhận được sự tranh giành của cả ba huấn luyện viên với màn trình diễn ca khúc Nỗi buồn mẹ tôi vô cùng xúc động. Những tưởng qua nhiều mùa, màu sắc dân ca có phần phai nhạt thì cậu bé Bến Tre này lại mang đến một cái nhìn mới mẻ xuất hiện tại chương trình. Dừng chân ở ngôi vị á quân Survivor Kids 2016, Thụy Bình nhanh chóng có sản phẩm âm nhạc đầu tiên cùng với huấn luyện viên Vũ Cát Tường. Cậu bé còn xuất hiện liên tục trên sóng truyền hình các chương trình âm nhạc. Gần đây nhất, ngôi vị quán quân của một chương trình truyền hình cũng là bàn đạp giúp cho Thụy Bình theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của mình. Mai Anh, á quân Survivor Kids 2016. Trái với thân hình nhỏ nhắn, Mai Anh lại sở hữu giọng hát khủng, mềm mượt, truyền cảm,
lại vừa thể hiện được sự dày dặn kinh nghiệm trong các cách xử lý từng câu chữ trong bài. Ca khúc Tàu Anh Qua Núi được cô bé thể hiện tại vòng giấu mặt cũng đã tạo dấu ấn đặc biệt trong suốt thời gian dài. Ngoài việc tham gia đều đặn các show truyền hình dành cho các thiên thần nhí, Mai Anh đặc biệt tập trung vào việc học sau 2 năm dừng chân với ngôi vị Á quân Survivor Kids 2016. Học trò Nu Phước Thịnh còn đặc biệt gửi đến khán giả hàng loạt những clip cover nhạc ấn tượng. Như Ngọc, Á quân Survivor Kids 2017. Như Ngọc, cô bé đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Á quân tài năng với giọng hát máu lửa, không có ca khúc nào có thể làm cô bé chùn bước. Bằng tài năng và giọng hát thiên phú, Như Ngọc đã chiếm trọn được trái tim của khán giả và cô bé đã giành được giải Á quân của chương trình giọng hát Việt Nhí 2017. Hoài Ngọc, Á quân của Survivor Kids 2017. Không chỉ hát hay, Hoài Ngọc, học trò của Sobin Hoàng Sơn còn gây ấn tượng với hình ảnh tự tin, cá tính cùng với phong thái biểu diễn tươi trẻ, rộn ràng và đầy cuốn hút. Bằng tài năng của mình, Hoàng Ngọc đã chứng minh cho khán giả thấy giọng hát chất, lối biểu diễn tự tin. Hoàng Ngọc là cô bé đã giành ngôi vị Á quân trong giọng hát Việt Nhí 2017. Vừa rồi là những Á quân nhí nổi tiếng xuất thân từ chương trình Survivor Kids, giọng hát Việt Nhí qua các năm. Chắc hẳn là các bạn cũng sẽ rất tò mò xem những quán quân của mùa trước Survivor Kids hiện tại bây giờ ra sao. Hãy cùng điểm qua những gương mặt quán quân đình đám với kênh Người Nổi Tiếng ngay sau đây. Đầu tiên là Quang Anh, quán quân Survivor Kids 2013. Quán quân giọng hát Việt Nhí 2013 Nguyễn Quang Anh lên ngôi thuyết phục. Là quán quân đầu tiên của chương trình, Quang Anh khiến khán giả theo dõi không khỏi thất vọng bởi tài năng và sự vượt khó trong hoàn cảnh gia đình. Trong quá trình thi đấu, cậu bé đến từ Thanh Hóa khiến nhiều người yêu thích bởi sự tự tin, bản lĩnh trên sân khấu với nhiều bài hát khó như Đám Cưới Chuột, Chiếc Khăn Piêu, Sắc Màu. Bước ra khỏi cuộc thi, Nguyễn Quang Anh cùng mẹ đến Hà Nội để học tập và sinh sống. Em không thường xuyên đi hát mà tập trung vào việc học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Thỉnh thoảng em chỉ tham gia những chương trình vì cộng đồng hoặc là do thầy cô Hồ Ái Anh và Lưu Hương Giang tổ chức. Dưới bàn tay dìu dắt của cặp đôi sang hồ, Quang Anh trưởng thành qua từng vòng thi, khả năng thanh nhạc và biểu diễn trên sân khấu của cậu bé được đánh giá cao và tạo nên nhiều đột phá. Cuộc thi năm 2013, Quang Anh vượt qua đối thủ nặng ký là chị Bảy Phương Mỹ Chi đang quang quán quân. Bẵng đi một thời gian, hình ảnh cậu bé Quang Anh ngày nào giờ đã thay đổi bằng hình ảnh chàng trai Quang Anh cao ráo, tự tin đầy nam tính. Quang Anh của hiện tại là chàng trai 18 tuổi với phong cách bụi bặm, cá tính và đôi chút nổi loạn. Hiện nay thì Quang Anh đã lui về trau dồi việc học văn hóa, ít tham gia các hoạt động văn nghệ biểu diễn. Tuy vậy thì đây cũng sẽ là một gương mặt làm nên chuyện nếu quay trở lại showbiz một lần nữa. Thiện Nhân, quán quân giọng hát Việt Nhí 2014. Cho đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Thiện Nhân là cái tên được nhiều khán giả nhắc đến. Cô bé đu đủ chiếm được tình cảm, sự yêu mến của đông đảo khán giả nhờ vào giọng hát ngọt lịm, tình cảm đi vào lòng người bằng giọng hát bản năng qua ca khúc Mẹ Yêu. Vượt qua những rụt rè nhút nhát, Thiện Nhân của đội huấn luyện viên Cẩm Ly đã dần tự tin hơn, thể hiện hết khả năng của mình và giành được ngôi vị quán quân đầy thuyết phục. Sau khi đăng quang, Thiện Nhân rời quê về Bình Định, cùng anh trai chuyển vào Sài Gòn sinh sống để tiện cho việc học tập, song song với việc ca hát dưới sự dẫn dắt của ca sĩ Cẩm Ly và trung thành với dòng nhạc trữ tình Bolero. Cô bé chỉ nhận show vào những dịp rảnh rỗi hoặc cuối tuần để đảm bảo cho việc học hành ở trường. Sau nhiều năm sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, quán quân giọng hát Việt Nhí 2014 đã góp mặt trong một số chương trình truyền hình với tư cách khách mời. Kết hợp với đàn chị Cao Công Nghĩa, Á quân của thần tượng Bolero 2016 trong một chương trình với tư cách khách mời. Sự kết hợp hoàn hảo về giọng hát của cả hai đã nhận được sự yêu mến của đông đảo công chúng. Hiện nay, tuy Thiện Nhân đã ít đi hát và chăm chút cho việc học hành, nhưng những lần xuất hiện của em trên sân khấu luôn nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả. Em là một trong những sao nhí nằm trong top ca sĩ nhí có lượng fan đông đảo nhất showbiz. Trịnh Nguyễn Hồng Minh, quán quân Survivor Kids 2015. Ngay từ vòng giấu mặt, công chúa tóc mây Hồng Minh đến Đà Nẵng gây ấn tượng với mái tóc dài thướt tha cùng với chất giọng mượt mà, trong trẻo và nữ tính. Cô bé khiến người xem vô cùng bất ngờ khi thể hiện ca khúc Papa. Giọng ca nhí của cặp đôi huấn luyện viên Giang Hồ sở hữu một giọng hát ngọt ngào. Cả bài hát tiếng Anh lẫn tiếng Việt đều được Hồng Minh thể hiện rất tốt và có phong cách riêng. Hai ca khúc Trầu Văn Huế và Giọt Sương cùng với Mỹ Tâm đã giúp cho Hồng Minh có những tiết mục đặc sắc nhất của đêm tranh tài cuối cùng và trở thành quán quân giọng hát Việt Nhí mùa thứ tư. Sau khi cuộc thi kết thúc, Hồng Minh vẫn luôn là cái tên được mọi người dành sự quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, không thường xuyên xuất hiện dày đặc trên truyền thông, Hồng Minh vẫn dồn sức vào việc học vấn tại quê nhà Đà Nẵng. Ngoài giờ lên lớp, công chúa tóc mây thường xuất hiện ở buổi hát từ thiện ở chùa
hoặc những chương trình vì cộng đồng tại quê nhà. Hồng Minh cho biết, mái tóc là một trong những điểm nổi bật của cô bé và chưa từng cắt qua lần nào. Không còn công chúa tóc mây ngày nào, Hồng Minh giờ đây đã ra dáng thiếu nữ đầy duyên dáng. Chị Nhật Minh, quán quân của Survive Kids 2016. Ngay từ lần đầu xuất hiện, Nhật Minh đã khiến bộ tứ huấn luyện viên phải há hốc mồm với giọng hát cực khỏe và bản lĩnh, sự tự tin khi trình diễn ca khúc khó, Đá Trông Chồng. Nhật Minh là con nhà nòi, được sinh ra trong một gia đình có bố và mẹ đều là nghệ sĩ tại Hà Nội. Sở hữu giọng hát nội lực bẩm sinh và cao vút, Nhật Minh là thí sinh đáng gờm trong cuộc thi năm ấy. Cũng như là Nguyễn Quang Anh hay là Trịnh Nhật Minh, sau khi đăng quang giọng hát Việt Nhí 2017, Dương Ngọc Ánh chuyển đến Hà Nội để theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Không chỉ tự tin, thành viên của đội Vũ Cát Tường còn có khả năng giao tiếp khéo léo và nhanh nhạy. Bên cạnh đó, cuộc sống nơi đồng ruộng cùng với bố mẹ ở quê nhà Bắc Giang càng giúp cho cô bé hiểu chuyện và tính cách trở nên sâu sắc và tình cảm. Ngoài những ca khúc tiếng Anh, Dương Ngọc Ánh còn được thử thách bằng nhiều ca khúc ở thể loại khác nhau như rock, ska và ballad, thậm chí là cả dân ca. Ở thể loại nào, cô bé cũng nỗ lực để hoàn thành phần thi một cách xuất sắc. Ở thời điểm hiện tại, quán quân của giọng hát Việt Nhí 2017 vẫn tiếp tục chú tâm việc học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, cũng như là sản phẩm âm nhạc cá nhân vẫn chưa được bật mí.